Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Xin chào các bạn, rất vui khi bạn đã dành thời gian để theo dõi video này. Các bạn thân mến, trong video này thì chúng ta sẽ cùng với nhau bàn về một chủ đề ngữ pháp khá là quan trọng trong tiếng Đức. Đó chính là cách thành lập thể quá khứ của động từ và cách thành lập câu quá khứ. Trong tiếng Đức thì người ta chia ra thành hai hình thức quá khứ. Thứ nhất đó là hình thức quá khứ perfect, tức là thể quá khứ thường dùng trong văn nói. Và hình thức thứ hai đó là quá khứ preteritum, thường dùng trong văn viết. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là về thể quá khứ perfect. Chúng ta hãy cùng nhau xem hai ví dụ sau đây. Ich mache meine Hausaufgaben. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich fahre nach Berlin. Ich bin nach Berlin gefahren. Các bạn có thể nhìn thấy ở cột bên tay trái màn hình của các bạn, đó là câu ở thời hiện tại. Và cột bên tay phải màn hình của các bạn, đó là câu ở thời quá khứ. Khi xem xét kỹ hai câu này thì bạn có thể nhận thấy một cái công thức chung để thành lập thể quá khứ, đó là haben oder sein cộng với particip, tức là haben hoặc là sein cộng với cả quá khứ phân từ. Trong hai ví dụ trên thì bạn có thể thấy Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Habe là trợ động từ đứng ở đằng sau chủ ngữ, đứng ở vị trí thứ hai trong câu. Còn gemacht là quá khứ phân từ particip và đứng ở vị trí cuối cùng của câu. Hay trong câu khác, Ich bin nach Berlin gefahren. Bin ở đây là cái hình thức chia của động từ sein. Bin là trợ động từ đứng đằng sau chủ ngữ, đứng vị trí thứ hai trong câu. Còn gefahren là quá khứ phân từ particip, đứng ở vị trí cuối cùng của câu. Cũng giống như trong tiếng Anh, trong tiếng Đức người ta chia ra thành động từ theo quy tắc và động từ bất quy tắc. Đối với động từ theo quy tắc thì chúng ta có một cách thành lập thể quá khứ, đó là haben cộng với tiền tố ge và hậu tố che. Tức là đối với động từ nguyên thể thì chúng ta sẽ bỏ đuôi en đi, chúng ta thêm tiền tố ge vào đằng trước và thêm hậu tố che vào đằng sau. Ví dụ như machen, chúng ta bỏ đuôi en đi, chúng ta thêm ge vào đằng trước và che vào đằng sau thì chúng ta sẽ có là gemacht. Lernen, gelernt. Malen, gemalt. Tuy nhiên có một trường hợp khác đặc biệt, đó là khi mà động từ nguyên thể kết thúc bằng đuôi ihren thì ở quá khứ phân từ chúng ta không thêm tiền tố ge vào đằng trước mà chúng ta chỉ bỏ đuôi en đi và chúng ta thêm đuôi che vào thôi. Ví dụ như telefonieren, telefoniert, diskutieren, diskutiert, fotografieren, fotografiert, rasieren, rasiert und so weiter. Đối với động từ bất quy tắc thì chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta dùng trợ động từ haben cộng với tiền tố ge và hậu tố en, hoặc là dùng trợ động từ sein cộng với ge, en. Các bạn có thể thấy là quá khứ phân từ của động từ theo quy tắc luôn luôn kết thúc bằng đuôi che và quá khứ phân từ của động từ bất quy tắc luôn luôn kết thúc bằng đuôi en. Đối với động từ bất quy tắc thì chúng ta không còn cách nào khác là phải thuộc. Yeah. Và trong phần hộp thông tin mô tả ở dưới video thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái đường link tới bảng tổng hợp những cái động từ bất quy tắc quan trọng để giúp cho các bạn có thêm tài liệu tham khảo. Và các bạn đừng quên xem qua cái phần đó nhé. Và câu hỏi ở đây của chúng ta sẽ là: khi nào chúng ta dùng trợ động từ haben và khi nào chúng ta dùng trợ động từ sein? Haben và sein ở trong những câu quá khứ có chức năng là trợ động từ và chúng không có nghĩa gì cả. Ở trong một câu quá khứ thì trợ động từ haben và sein được chia theo chủ ngữ, còn quá khứ phân từ thì sẽ giữ nguyên, không bị thay đổi theo chủ ngữ và được đặt ở vị trí cuối cùng của câu. Ich habe Deutsch gelernt. Er hat Deutsch gelernt. Wir haben Deutsch gelernt. Các bạn có thể thấy ở đây là trợ động từ haben được chia theo cái chủ ngữ, còn gelernt, quá khứ phân từ, thì giữ nguyên. Đối với động từ bất quy tắc thì chúng ta sẽ phải trả lời một câu hỏi, đó là khi nào chúng ta dùng trợ động từ sein và khi nào chúng ta dùng trợ động từ haben. Các bạn có thể hiểu rằng hầu hết tất cả những cái động từ trong tiếng Đức thì có quá khứ đi với haben.
Và chỉ có một số những cái động từ đặc biệt sau đây có quá khứ đi với dành. Và các bạn chỉ cần nhớ được những cái động từ này thì các bạn sẽ được biết rằng nếu như những cái động từ khác mà không nằm trong những cái danh sách này thì chúng sẽ có quá khứ đi với haben. Trường hợp thứ nhất, đó là các động từ chỉ sự di chuyển, sự thay đổi vị trí từ A sang B. Ví dụ như fahren ist gefahren, chứ không phải là hat gefahren. Bởi vì fahren nhá, tức là lái xe, di chuyển từ A sang B. Vì vậy nên là quá khứ của nó sẽ là đi với sein. Gehen ist gegangen, kommen ist gekommen, laufen ist gelaufen, schwimmen ist geschwommen. Trường hợp thứ hai là các động từ chỉ sự thay đổi trạng thái. Einschlafen ist eingeschlafen. Aufstehen ist aufgestanden. Sterben ist gestorben. Wachsen ist gewachsen. Và trường hợp thứ ba mà chúng ta có là một số những động từ đặc biệt như sau. Bleiben ist geblieben. Geschehen ist geschehen. Passieren ist passiert. Gelingen ist gelungen. Sein ist gewesen. Werden ist geworden. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem kỹ hơn cách thành lập câu quá khứ như thế nào nhé. Đối với câu hỏi có từ để hỏi, ví dụ như Was hast du gestern gemacht? Was hast du gestern gemacht? Từ để hỏi ở đây là was, cái gì? Theo sau từ để hỏi, đứng vị trí thứ hai là trợ động từ. Và đứng vị trí cuối cùng của câu là quá khứ phân từ gemacht. Đối với câu không có từ để hỏi thì trợ động từ sẽ đứng ở vị trí đầu tiên trong câu. Kế sau đó sẽ là chủ ngữ và quá khứ phân từ sẽ đứng vị trí cuối cùng của câu. Hast du Deutsch gelernt? Hast du Deutsch gelernt? Còn ở trong câu khẳng định thì vị trí đầu tiên sẽ là chủ ngữ, vị trí thứ hai theo sau đó là trợ động từ. Trợ động từ sẽ được chia theo chủ ngữ, còn quá khứ phân từ thì sẽ đứng vị trí cuối cùng trong câu và sẽ không lệ thuộc vào đó là chủ ngữ gì. Ich habe gestern Deutsch gelernt. Ich habe gestern Deutsch gelernt. Hy vọng là bài học ngày hôm nay đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách thành lập thể quá khứ perfect trong tiếng Đức. Nó không quá khó như các bạn nghĩ đâu. Điều quan trọng là các bạn chỉ cần nắm vững được các công thức chính và các động từ bất quy tắc, rồi áp dụng chúng và làm bài tập để có thể nhớ được lâu hơn. Và trong phần hộp thông tin miêu tả dưới video thì mình sẽ gửi tới các bạn những cái đường link đến những cái bài luyện tập, những cái bài tự luyện tập để giúp các bạn có thể áp dụng và để mà có thể hiểu hơn được cái phần lý thuyết của bài học ngày hôm nay nhé. Các bạn hãy theo dõi kênh YouTube của mình để nhận được những bài học một cách sớm nhất và đừng quên cho mình biết những chủ đề mà các bạn quan tâm nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo. Tschüss, bis bald!